Cửa hàng xe máy Đức Kiên xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người ơi, mọi người vào xem livestream với cửa hàng nha. Thì hôm nay cửa hàng sẽ báo giá cho mọi người mấy con xe ở đây nhá. Mọi người muốn tham khảo con xe nào thì hãy để lại bình luận cho cửa hàng sẽ trả lời tất cả nhá. Chào Hoàng Đức Trúc, chào Nguyễn Thiệp. SH đen nhám, cửa hàng có rất nhiều. Xe đẹp lắm luôn. Đây, xe đẹp lắm luôn nhá. SH là từ đời 2018-2019 nhá. Thì từ SH More, cửa hàng có rất nhiều luôn. Từ 52.600.000 này là có xe SH hàng rồi nhé, SH rồi nhé. Thì tất cả các đời từ 2014 đến 2021 cửa hàng đều có nha. Chào Dung Trần, chào Phạm Thanh Hưng nhá. Xe SH trắng cửa hàng có rất nhiều luôn. Mọi người có thể tham khảo từng con xe ở cửa hàng nhé. Đây, có rất nhiều luôn nhá. SH đoạn cửa hàng có rất nhiều. X-Size 155 thì cửa hàng đang không còn nào bạn nhá. Thì khi nào cửa hàng có xe, cửa hàng sẽ báo cho mình nhá. Từ 52.600.000 là có xe SH rồi nhá. Thì anh cứ để lại bình luận thì cửa hàng em sẽ gửi link cho anh. Xe đời 2016 là từ 61.300.000 là có xe anh nhé. Xe 2017 là 70.900.000 là có xe. Chào thôn Vận Bình Văn nhá, Thạc Vạn Hùng nhá, chào Ngô Anh Quân nhá. Mọi người muốn tham khảo dòng xe nào thì hãy để lại bình luận nhé. Xe lít nhá, cửa hàng có này. Đây có con xe lít là đời 2016 đấy, có 27.600.000 thôi, xe còn mới lắm. Đây, xe rất đẹp luôn. Đây, xe SH 2016 đây, 61.300.000 nhá. Mình quay cận cảnh cho mọi người nhá, xe còn mới lắm luôn. Vision cửa hàng có rất nhiều nhé. Từ 28.600.000 là có xe Vision đời cao nhé. Bảy mươi chín triệu tám trăm là có xe SH đời 2019 phanh CBS nhé. Cửa hàng đang có một con xe màu đỏ 2019 này với cả mấy con xe màu trắng 125 2019. Bạn cứ lên cửa hàng xe mình tham khảo nhá. Vì mấy con xe này mình lên xe trực tiếp ấy thì mới cảm nhận được chiếc xe bạn ạ. SH More cửa hàng cũng rất nhiều nhá. Từ 43.900.000 đã 43.900.000 đã có xe rồi nhá. Xe rất đẹp luôn. Tất cả các đời nhá các bạn. Chào bạn nhá. Đây xe bạn Sport đời 2019, xe còn mới nguyên nhá. Mọi người tham khảo. Chào Tùng Văn Vũ nha. Chào Phạm Thanh Hưng nha. AB cửa hàng có rất nhiều nhá.
Đây, con xe này là xe đời 2019 đây, màu xám bạc. Giá 35.600.000 là có xe này nhé. Đây con này đen nhám đời 2018, 36.600.000. Xe đẹp luôn. Chào Hoan Nguyễn, chào Hương Vũ Thị nha. Liberty cửa hàng có mấy dòng xe ga cho nữ cửa hàng rất nhiều nhé. Đây, Vespa đây. Rất đẹp luôn. Chào Nhâm Nguyễn nha. Cửa hàng đang có con xe AB125 này, đời 2021, 37.900.000, xe mới chạy 800 cây nhé. Mọi người cứ tham khảo này. Cái xe đời 2020 này, 2020 đây nhé. Đây là bản tiêu chuẩn 150, còn bên cạnh là bản đặc biệt 150. Đây có một con xe hàng tiêu chuẩn màu xám đen, rất đẹp. Xe mới ra luôn. Đây, cửa hàng có mấy con xe đời 2020 mới về, xe màu xám bạc này, xe màu xám này, màu đỏ này, màu đen này. Có một con xe màu trắng ấy, cửa hàng chưa kịp mang sang đây cho mọi người xem ấy. Rider cửa hàng có xe bạn nhé. Từ 18.900.000 đã có xe Rider rồi. SH đỏ rất nhiều luôn. Mọi đủ màu cho mọi người lựa chọn. SH trắng có rất nhiều nhé. Vespa ba là 28.800.000 rồi, có xe rồi anh nhé. Đây Vespa ba đây, 28.800.000 có xe, xe chủ thành phố nhá, xe đi rất ít luôn. Đây. SH đời 2020, 2021 có rất nhiều luôn. Mọi người muốn tham khảo có xe nào ấy thì hãy để lại bình luận nhé. Cửa hàng sẽ gửi link cho mình ấy. SH trắng cửa hàng có rất nhiều nhé. Xe X155 này cửa hàng chị mua con nào em ơi? À, hôm nay hôm nay cửa hàng đang live bên Sega chủ yếu về SH này, SH More này, Lead này, Ablet với cả Vision. Thì cửa hàng đang để hết ở bên này rồi. Còn ngày mai hoặc ngày kia thì cửa hàng sẽ live bên xe số cho mình nhé. Trắng 2020 cửa hàng đang có một con xe 72.900.000 nhé. Từ 93.800.000 là có xe đen nhám 150 rồi anh nhé. Xe này nữ rất nhiều luôn. Mọi người check ebook nha. Cửa hàng đã gửi đường link cho mình rồi đấy. Chào Văn Công nha. Cửa hàng có xe bạn nhé.
À, bà lết màu đen nhám đây. Chào Trần Nam nha. Cửa hàng có hỗ trợ trả góp cho mình nhé. Thì ai muốn mọi người muốn hỗ trợ trả góp thì hãy lên cửa hàng. Đây. Xin chào đây chị ơi. Xin chào, rất đẹp luôn. Cửa hàng xin kết thúc livestream ở đây nhá. Thì mọi người muốn tham khảo dòng xe nào thì cứ bình luận nhá, thì cửa hàng sẽ gửi link cho mình. Cảm ơn mọi người theo dõi livestream của cửa hàng nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào mọi người nhé.